Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi chọn đời tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, nam nữ mạng trong năm 2021 Tân Sửu, chính xác, đầy đủ nhất. Năm 2020 Canh Tý vừa qua được coi là một năm mà tuổi Tân Tỵ cảm thấy rất mơ hồ về cuộc sống, về tương lai, công việc, sự nghiệp phía trước của cuộc đời mình. Tân Tỵ năm 2020 vừa tròn 20 tuổi, cái độ tuổi chưa đến giai đoạn trưởng thành, độ tuổi mà còn rất bỡ ngỡ về thế giới bên ngoài kia. Và khi bước vào những năm đầu tiên này, Tân Tỵ đã gặp phải đại hạn tam tai kéo dài 3 năm lê thê, lại gặp phải thêm thái tuế cản trở, cộng thêm một năm Canh Tý với đầy đủ những sự trái ngang, đại dịch kéo đến, khiến cho Tân Tỵ càng lúc càng trở nên mông lung, rối rắm, không biết còn đường đi phía trước mình sẽ phải đi như thế nào. Và kết thúc năm 2020 Canh Tý thì Tân Tỵ phần nào được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để tính toán sẽ phải làm gì trong năm tiếp theo thì chắc hẳn rất nhiều người vẫn còn đang bỡ ngỡ, đang loay hoay đi tìm câu trả lời. Năm 2021 Tân Sửu sẽ là một năm tam hợp với những người tuổi Tân Tỵ. Tuy nhiên Tân Tỵ vẫn còn nằm trong vận trình 3 năm tam tai liên tiếp, vậy nên Tân Tỵ vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng từ tam tai ít nhiều. Khi gặp năm Sửu, Tân Tỵ có thể khó mà thực hiện được cơ đồ lớn, hoặc mọi thứ sẽ đến theo một cách vô cùng chậm rãi với những người Tân Tỵ này. Năm 2021 có thể tốt đôi chút so với năm 2020 Canh Tý, và những dự định nhỏ có thể thực hiện được, nhưng với những dự định lớn thì họ chưa có thể thực hiện được, vậy nên Tân Tỵ cần phải chờ đợi thêm thời cơ. Vậy thì tử vi năm 2021 của những người tuổi Tân Tỵ sẽ như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết trong video dưới đây nhé. Tổng quan về những người tuổi Tân Tỵ. Tân Tỵ hay còn được gọi là Đông Tàng Chi Xà, tức là con rắn ngủ đông, đứng thứ 18 trong số bảng lục thập 60 hòa giáp. Năm sinh dương lịch từ ngày 24 tháng 1 năm 2001 đến ngày 11 tháng 2 năm 2002, mạng bạch lạp kim, vàng chân đèn, khắc phúc đăng hòa, con nhà bạch đế trường mạng, xương con rắn tướng tinh con thỏ, ông quan đế đồ mạng, thiên can tân, tương hợp thiên can bính, tương hình thiên can ất, thiên can đinh, địa chi tỵ, tam hợp tỵ, dậu và sửu, tứ hình xung dần, thân, tỵ và hợi. Tuổi Tân Tỵ, thiên can mang chữ tân, có các sao cự môn, thái dương, văn khúc, văn xương và tứ hóa. Tân Tỵ có bộ sao cự môn hóa lộc, là người rất thích hợp với các ngành nghề như giáo dục, ngoại giao, thương mại, môi giới, bởi vì nhờ cự môn là khẩu, lời nói sẽ tạo ra tiền của, thuận lợi trong môi trường có nhiều nam giới. Tân Tỵ là những người khôn ngoan, toan tính giỏi, lại được lòng thần chiếu mạng, cho nên có thể có cơ hội lập công danh nhưng sẽ không được bền lâu, gia đình sự nghiệp sẽ không được an yên, cuộc sống thường phải bồn ba đầy đó. Với thiên can địa chi tương khắc với nhau thì cuộc đời gặp phải nhiều sóng gió, sự nghiệp thăng trầm. Ngoại trừ Tân Tỵ sinh vào ban đêm là những người quý tướng, sự nghiệp thăng cao, gia đình hạnh phúc. Tuổi Tân Tỵ là những người thích an phận và thanh nhàn, số được các Bồ Tát phù trợ, Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ, Hư Không Bồ Tát bàn phúc, Địa Tạng Bồ Tát bàn thọ và Thế Chí Bồ Tát bàn trí tuệ. Người này thông thái, mồm mép giàu hoạt, dáng người sáng sủa, xinh xắn. Người sinh năm 2001 Tân Tỵ thì chí khí hơn người, lắm mưu mẹo, tùy cơ ứng biến giỏi, có quý nhân phù trợ thì cuộc đời được y lộc đầy đủ, trung niên thuận hòa, tuổi già được phát phúc lớn và có mệnh trường thọ. Tân Tỵ với thiên can là tân, tân là hình tượng của mùa thu, vạn vật đã sinh thành, thuần thục. Những người mang chữ tân gặp thời vận thì như cái chuông của nhà vua, nếu như thất cơ, lỡ vận chẳng khác gì hòn ngói, đồ sành. Người mang chữ tân nếu như làm quan lớn, trước thì tốt đẹp, sau thì quay ra dở, xấu, mọi sự đều không thành. Địa chi tỵ là tượng còn rắn, thuộc tháng thứ tư, khi mà vạn vật đang ngừng phát triển, do âm khí đã tàn, dương khí xuất rồi, do vậy nhìn sắc diện tựa như hồ ngưng trệ.
Đa phần những người tuổi Tân Tỵ là những người có lòng tự hào, trở nên tự cao, tự đại, ít khi chịu nghe lời người lớn, khó tránh khỏi những thất bại trong thời tiền vận. Số phải lập nghiệp phương xa, nhưng phải từ độ tuổi 40 trở đi thì mới có thể vững vàng được. Nếu như đừng quá với cao, đừng khởi nhiều tham vọng thì cuộc sống giảm đi phần sóng gió, gia đình cũng vì thế mà ấm êm, dễ có sự nghiệp lớn. Cuộc đời Tân Tỵ tuổi nhỏ gặp phải nhiều chua xót, số mệnh của họ không được dựa vào sự giúp đỡ của gia đình thân tộc. Vì thế nên trong suốt cuộc đời, lúc nào họ cũng muốn đi hoang, buồn chán với kiếp sống của mình. Tân Tỵ không có được những vận may về công danh, mọi sự trong cuộc sống thì luôn luôn có chuyện phải làm buồn lòng hơn là vui vẻ. Số kiếp người này phải trải qua rất nhiều những sóng gió, cuộc đời có nhiều đau thương, rất ít khi họ nhận được sự an ủi từ người khác, ngay cả đối với những người thân trong gia đình. Tóm lại, Tân Tỵ phải tự mình vượt qua nhiều sự khổ đau của cuộc đời thì hậu vận mới được an vui. Về tính cách đặc trưng của những người tuổi Tân Tỵ, những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, mệnh Bạch Lạp Kim, là những người có tài lãnh đạo thiên bẩm, thứ mà họ thiếu không bao giờ là dũng khí. Người này có ý chí kiên cường, có lòng tự tôn cao, có quyết tâm, năng lực thực hiện những điều mà mình mong muốn. Họ luôn có người trung thành, sẵn sàng đi theo phò trợ, tiền hô hậu ủng, vô cùng mạnh mẽ. Phần lớn những người tuổi Tân Tỵ đều có khí thế, dù đứng hay ngồi thì cũng tỏa ra phong độ cao quý, có khí chất của bậc đế vương. Tuy nhiên đôi khi họ tỏ ra tự tin quá mức cần thiết, thậm chí trở thành tự phụ, gây ra phản cảm với những người xung quanh. Những người mệnh Bạch Lạp Kim thì có thể lập thân bằng hai con đường, một là học hành chuyên môn, học ngành nào thì tập trung vào đó mà xây dựng. Hai là bươn trải cuộc đời, tích lũy nhiều kinh nghiệm, giống như ngọc được mài giũa tình luyện để khi gặp được vận thì hành xử. Tân Tỵ tuổi Hỏa mạng Kim, tương khắc tuổi Mạng nổi chìm nhiều phen, tiền vận ít đỏ nhiều đen, vận thời thay đổi có phần khó khăn. Số sinh cách trở quê hương, lập lên cơ nghiệp phải 2-3 lần, thanh nhân cũng tự lập thân, hai bàn tay trắng tạo nên gia đình. Thuận sinh giàu có đã đành, nghịch sinh như thể còn cua gãy càng, đặng sinh sung sướng là chàng, long ở ngay thẳng, thánh thần độ cho. Ở cho biết phải, biết điều, lòng thành kính Phật ít nhiều có ăn, số có chức phận môn đình, không thầy cũng thợ ít khi bần hàn, khi nên trời cũng chiều lòng, thái vinh sự nghiệp thanh nhàn hồi sau, trung niên mới được ấm êm, ăn ở có đức vững bền về sau, hậu phận gia cảnh tươi màu, gia đình sự nghiệp sang giàu kém ai. Đánh giá năm 2021 Tân Sửu của những người tuổi Tân Tỵ. Năm 2020 Canh Tý được coi là một năm mà tuổi Tân Tỵ cảm thấy rất mơ hồ về cuộc sống, về tương lai, công việc, sự nghiệp phía trước của cuộc đời mình. Tân Tỵ, năm 2020 Canh Tý vừa tròn 20 tuổi, cái độ tuổi chưa đến giai đoạn trưởng thành. Độ tuổi mình còn rất bỡ ngỡ về thế giới bên ngoài kia. Khi vừa bước vào những năm đầu tiên thì Tân Tỵ đã gặp phải đại hạn tam tai kéo dài 35 lê thê, lại gặp phải thái tuế cản trở, cộng thêm một năm Canh Tý với đầy đủ những sự trái ngang, đại dịch kéo đến, khiến cho Tân Tỵ càng lúc càng trở nên mông lung, rối rắm, không biết con đường nào phía trước mà mình sẽ đi. Kết thúc năm 2020 Canh Tý, Tân Tỵ phần nào thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để tính toán sẽ phải làm gì trong năm tiếp theo thì chắc hẳn có rất nhiều người vẫn còn đang bỡ ngỡ, đang loay hoay đi tìm câu trả lời. Năm 2021 Tân Sửu sẽ là một năm tam hợp với những người tuổi Tân Tỵ. Tuy nhiên vì Tân Tỵ vẫn còn nằm trong đại vận 3 năm tam tai, cho nên họ vẫn còn chịu sự ảnh hưởng từ tam tai ít nhiều. Khi gặp năm Tân Sửu, Tân Tỵ có thể khó mà thực hiện được những cơ đồ lớn, hoặc là mọi thứ sẽ kéo đến một cách vô cùng chậm rãi với những người này. Năm 2021 có thể tốt hơn đôi chút so với năm 2020 Canh Tý, và những dự định nhỏ có thể thực hiện được, nhưng với những dự định lớn thì Tân Tỵ chưa có thể thực hiện được, vậy nên họ cần phải chờ đợi thêm thời cơ. Về công việc và học hành, thật khó để có thể nói rằng năm 2021 sẽ là một năm đại thành công hay là may mắn với những người tuổi Tân Tỵ. Chi bằng Tân Tỵ nên hoàn thành nốt những điều mà còn đang dang dở, những mục tiêu vẫn còn bỏ ngỏ của năm 2020 Canh Tý thì hơn. Hoặc nếu như đang đi theo một con đường nào đó thì hãy nên đi tiếp, chớ nên bỏ cuộc. Phần nhiều những người tuổi Tân Tỵ
là những người có số đi xa nhà, nhiều người thì có cùng xuất ngoại. Nhưng Tân Tị vẫn phải rất nỗ lực, may ra mới có thể đạt được một điều gì đó nhỏ nhoi. Nhược điểm của những người này là họ không giỏi sắp xếp thời khóa biểu, họ rất dễ bị lúng túng, nói theo cách khác, họ khó có thể giải quyết vài vấn đề cùng một lúc. Công việc học tập của những người tuổi Tân Tị khó mà có thể ổn định ngay ở giai đoạn hiện tại. Nếu như đang theo đuổi con đường sách vở, thì Tân Tị nên tập trung cao độ thay vì để những thứ xung quanh chi phối mình. Cũng giống như tuổi Canh Thìn, Tân Tị dù thông minh, cái gì cũng thích, nhưng Tân Tị không phải là tuổi có duyên nhiều với học vấn. Và ở năm 2021, Tân Tị sẽ bị chi phối nhiều trong đường công việc, học tập. Trước nhiều những ngã rẽ và sự lựa chọn, đây là tuổi nên hỏi ý kiến của những người xung quanh, những người đi trước, người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình. Về vấn đề tình duyên, năm 2021 Tân Sửu có lẽ sẽ là một năm mà có sự may mắn đôi chút về mặt tình cảm của những người tuổi Tân Tị này. Một vài cuộc gặp gỡ hoặc một vài đối tượng có thể dần dần xuất hiện. Tất nhiên nếu để nói về tình duyên của Tân Tị thì cũng không kém phần đau đầu so với những người tuổi khác. Nay thì thế này, mai lại thấy khác, hỏi ý kiến mọi người rồi lại tự làm theo ý của mình. Dễ yêu ảo mắt, dễ bị thu hút bởi ngoại hình, rồi bản thân đôi khi lại dễ xét nét những chi tiết rất nhỏ. Thêm một đặc điểm nữa của những người tuổi Tân Tị trong chuyện tình cảm thì đây cũng là tuổi rất dễ hờn dỗi trong chuyện tình cảm. Họ luôn muốn lời nói của mình có trọng lượng, dễ bị xúc động và tủi thân. Thêm vào đó cũng vì thế mà dễ đưa ra những quyết định hơi vội vàng trong chuyện tình cảm. Ngoài ra Tân Tị cũng là tuổi dễ có những mối quan hệ thiếu sự rõ ràng trên tình bạn dưới tình yêu. Bản thân cũng chẳng hiểu phải làm như thế nào, đơn giản bởi vì rắn không bỏ thẳng mà thôi. Mối quan hệ nào cần dẹp bỏ thì Tân Tị nên cân nhắc. Người nào xứng đáng thì chớ nên tỏ ra hẹp hòi, tốt nhất vẫn nên có sự tư vấn của những người xung quanh thì hơn. Về vấn đề tài chính cho năm 2021, năm 2021 sẽ có đôi chút tốt hơn về mặt tài chính so với năm 2020 Canh Tý. Nhưng dù tốt hơn là bao thì tiền bạc ở thời điểm hiện tại của những người tuổi Tân Tị thì cũng chỉ như những cánh hoa nở ở thời tiền vận mà thôi, vậy nên cũng khó mà có thể tích lũy được. Còn để nói về mặt ổn định thì có lẽ phải khá lâu sau Tân Tị mới có thể ổn định được về mặt tài chính. Tân Tị khi thì rất sung sinh, khi lại tỏ ra rất tiết kiệm, lúc hứng lên thì như thế nào thì cũng được, rồi sau đó lại mới nghẹt mặt ra mà tiếc nuối. Tân Tị cũng không phải là tuổi thích cho người khác biết rằng cụ thể số tiền nằm trong túi mình là bao nhiêu. Càng lớn tuổi, Tân Tị càng có xu hướng khép kín hơn, hoặc là không để cho mọi người bắt thóp, bởi vì rắn mà bị bắt thóp thì đâu còn gì đáng sợ nữa. Về vấn đề bạn bè, tuổi Tân Tị càng ngày càng dè chừng với những mối quan hệ xung quanh. Đây là tuổi khá dễ kết giao, thậm chí còn khá dẻo mồm nữa. Nhưng lúc nóng tính, lúc lại thì bất cần, khá thẳng tính và dễ bị mất lòng. Tuy nhiên Tân Tị cũng dễ vướng phải những chuyện thị phi không đáng có, nhất là đối với nữ giới trong năm 2021 Tân Sửu. Và tử vi chi tiết cho những người tuổi Tân Tị nam mạng trong năm 2021. Chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, tử vi tuổi Tân Tị nam mạng tiểu vận đóng tại hướng đông hành mộc. Tọa cùng tiểu vận có các sao cố định. Hung tinh thì có điếu khách, phi liêm, lưu tăng môn. Cũng tại cùng tiểu vận ấy có các sao xung chiếu, tam hợp chiếu. Cát tinh thì có lộc tồn, long chỉ, thiên quan, thiên mã, thanh long. Hung tinh thì có quan phủ, tuế phá, phục binh và tang môn. Cũng tại cùng tiểu vận có các sao nhị hợp chiếu. Cát tinh thì có nguyệt đức, hồng loan. Hung tinh thì có tử phù, quan phủ, kình dương và địa võng. Tổng luận, chúc mừng những người tuổi Tân Tị nam mạng, năm nay tiểu vận không vướng tuần, triệt, cho nên những khó khăn, những trở ngại giảm đi rất nhiều. Tiểu hạn có tang môn thường là một sự bất lợi ở nhiều phía. Trong năm có thể gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng đa phần đều dẫn tới một kết quả, đó là sự u sầu và tiếc nuối. Bộ sao điếu khách trong tiểu vận có nhiều mặt khác nhau tùy theo sự kết hợp với các sao khác, nhưng thường có thể xảy ra những chuyện như nhà có kẻ trộm đột nhập, tang gia bị té ngã hay là được ăn ngon mặc đẹp. Năm nay điếu khách với lưu tang môn đồng cung, trong nhà rất dễ có tang. Tử vi chi tiết cho những người tuổi Tân Tị nữ mạng trong năm 2021. Chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành trong vũ trụ, tử vi tuổi Tân Tị nữ mạng tiểu vận đóng tại hướng tây bắc hành thủy.
Tọa cung tiểu vận có các sao cố định, cát tinh thì có Thanh Long, Thiên Mã, Lưu Thiên Mã, hung tinh thì có Tuế Phá. Tại cung tiểu vận ấy có các sao xung chiếu, tam hợp chiếu, cát tinh thì có Phượng Cát, Giải Thần, Quốc Ấn, Thiên Phúc, hung tinh thì có Thái Tuế, Bệnh Phù, Tang Môn, Phục Binh, Điếu Khắc và Phỉ Liềm. Cũng tại cung tiểu vận có các thêm bộ sao như hợp chiếu, hung tinh thì có Kiếp Sát, cát tinh thì có Phúc Đức, Tấu Thư, Thiên Đức và Thiên Việt. Tổng luận: chúc mừng những người tuổi Tân Tỵ nữ mạng năm nay tiểu vận không vướng tuần triệt, cho nên những khó khăn trở ngại cũng giảm đi rất nhiều. Tiểu hạn năm nay có Tuế Phá, đây là bộ sao điển hình cho những sự phá phách, phá hoại hay gây gổ. Năm nay tiểu hạn có Thanh Long, gặp Thanh Long có phần may mắn, nhiều cơ hội, có người giúp đỡ. Ngoài ra năm nay tiểu hạn có Thiên Mã là hạn thành đạt, được đi đây đi đó, có thể phải chuyển nhà, chuyển cửa, đi lại nhiều hoặc là thay đổi xe cộ. Về sao chiếu mệnh trong năm 2021. Năm 2021, tuổi Tân Tỵ nam mạng gặp sao Thủy Diệu, nữ mạng gặp sao Mộc Đức. Sao Thủy Diệu, Thủy Diệu hay còn được gọi là Thủy Tinh, là một phước lộc tinh. Nếu như chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc vận may trong cuộc sống cũng như công việc, làm ăn hay buôn bán sẽ được thuận lợi. Thủy Diệu là một phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tai, lộc và hỷ, không nên đi sông, đi biển, đi xa tránh qua sông, qua đò, giữ gìn lời ăn tiếng nói, nhất là với nữ giới, nếu không sẽ có sự tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao Thủy Diệu vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là với nữ giới. Nếu như đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Tóm lại, tính chất của chòm sao Thủy Diệu có hai mặt. Một, vừa mang đến những tài lộc, cũng có thể mang lại nhiều những sự không may mắn cho một số người. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về Thủy Tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiệp nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai, văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đà mưu với người, tàng khốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hào của lào đào giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền hỏi mượn chớ lầm mà nguy. Còn về sao Mộc Đức, sao Mộc Đức là một cát tinh, sao tốt cho cả nam và nữ. Người có sao Mộc Đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Có người thì thêm bạn mới, có người thì thăng quan tiến chức, có người được quý nhân giúp đỡ, có người thì đời sống hôn nhân sẽ được hòa hợp. Mộc Đức chiếu mạng, nữ thì có hạn họa huyết quang, nam mạng đề phòng bệnh về mắt. Gia đạo có chút bất hòa nhưng nhân khẩu sẽ được bình an, không đáng lo lắng. Tuy nhiên hạn của Mộc Đức vừa xấu nhưng cũng có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp. Những người mới khởi nghiệp, nếu như gặp năm Mộc Đức thì cần phải cẩn thận, đề phòng những thất bại, không nên quá kiêu ngạo, tự phụ, mà cần phải khiêm tốn, lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là những người đi trước. Người mệnh kim, mệnh mộc gặp sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại được thuận lợi và an toàn. Người có sao Mộc Đức chiếu mạng có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp, kinh doanh. Dù gặp tai ương hoạn nạn thì cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, cho nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, những ai có sao này chiếu mạng thì nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, những dự án mà mình ấp ủ để có thể triển khai. Còn với những người đang đi học thì năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Mộc Đức như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, Thanh Long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường, sao tốt Mộc Đức Thái Dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường, tất an. Về vận hạn trong năm 2021. Năm 2021 Tân Sửu, nam mạng tuổi Tân Tỵ, nữ mạng tuổi Tân Tỵ đều gặp hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là một trong số 8 hạn lưu liên chiếu mệnh đối với các lứa tuổi. Ngũ mộ là một hạn xấu, khi gặp thì tránh đầu tư quy mô lớn để giảm bớt những nguy cơ tổn thất nặng nề về mặt tài chính và tiền bạc. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Căn cứ theo ý tứ của câu thơ trên về hạn ngũ mộ,
tốt hay xấu, thì ta có thể thấy rằng ngũ mộ là một hạn rất xấu, gây tổn thất thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế, tài chính và tiền bạc. Người gặp hạn này thì thường thua lỗ trong đầu tư, trong kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn, bởi vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em, bạn bè có việc, cần phải giúp đỡ họ về mặt tài chính. Cổ nhân thường có nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Những người nào có hạn ngũ mộ thì nên làm theo những hướng dẫn sau đây để có thể tránh tai họa quá lớn xảy đến với mình. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo mượn, kinh doanh đa cấp, lô đề, cờ bạc. Đây được coi là cách giải hạn ngũ mộ nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, kinh doanh, nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn tới kết quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc thì cũng phải lựa chọn những sản phẩm thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu như bạn đang có nhiều tiền thì nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật, bị hao tốn. Cuối cùng, hạn chế cho người khác ở tại nhà mình, nếu như có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Vận niên năm 2021 của những người tuổi Tân Tỵ. Năm 2021, Tân Tỵ gặp vận niên Sa Hãm Tỉnh. Sa Hãm Tỉnh là rắn bị nhốt dưới đáy giếng. Năm nay bản mệnh cần phải đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với những người có hạn giống như mình. Nếu như bản mệnh biết kiên nhẫn chờ thời cơ thì việc gì cũng có thể làm xong, nhược thì vội vàng hấp tấp, dục tốc bất đạt. Công việc làm ăn kinh doanh trong năm nay thì bản mệnh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế những sự thay đổi. Ngoài ra trong năm nay bản mệnh nên kiêng đi xa, công danh không có gì mới. Năm nay bản mệnh nên làm theo hướng cũ, dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tuổi Tân Tỵ trong năm 2021 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2021 Tân Sửu sẽ có 5 con giáp phạm phải thái tuế. Thứ nhất, tuổi Sửu phạm trị thái tuế 5 tuổi. Thứ hai, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế. Thứ ba, tuổi Mùi phạm xung thái tuế. Thứ tư, tuổi Thìn phạm phá thái tuế. Và thứ năm, người tuổi Tuất phạm hình thái tuế. Như vậy, năm 2021, Tân Tỵ không phạm thái tuế. Năm 2021, tuổi Tân Tỵ có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai nghĩa là tai họa. Trong một đời người, cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm sẽ có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Tỵ, Dậu và Sửu gặp hạn tam tai vào các năm Hợi, Tý và Sửu. Như vậy năm 2021, Tân Tỵ vẫn nằm trong chuỗi hành trình 3 năm tam tai và đây là năm thứ 3, năm cuối cùng. Tuổi Tân Tỵ trong năm 2021 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử, Kim Lâu Lục Xúc. Theo những kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên sẽ phạm phải Kim Lâu. Cụ thể là dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử và dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Như vậy năm 2021 Tân Sửu, Tân Tỵ 21 tuổi sẽ phạm phải tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Thê. Tuổi Tân Tỵ trong năm 2021 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu như làm nhà vào đúng hạn xấu, cùng xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành gặp phải trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát đạt, sức khỏe và quan hệ trong gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu. Cụ thể là nhất cát, nhì nghi, tam địa sát, tứ tân tài, ngũ thọ tử và lục hoàng ốc.
Như vậy, năm 2021 Tân Sửu, Tân Tỵ 21 tuổi âm lịch sẽ phạm phải hạn hoàng ốc là tam địa sát. Các bạn đã được lắng nghe video Tử Vi chọn đời tuổi Tân Tỵ 2001 nam nữ mạng trong năm 2021 Tân Sửu của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.